gương mặt mới nổi của làng trị mụn, nhưng nhanh chóng được các tín đồ làm đẹp săn đón, và đặc biệt là được nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng trong điều trị mụn. Tuy nhiên khi sử dụng kem Cleansit C và Cleansit MS có hiện tượng bị chóc da, làm cho các chị em lo lắng không biết cách nào để khắc phục. Trong video này, shop sẽ hướng dẫn bạn cách để xử lý khi dùng kem trị mụn Cleansit bị ngứa, để bạn có thể tin tưởng lựa chọn nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Trong Cleansit MS và Cleansit C có chứa Adapalene, với nồng độ 0,1% dùng để trị mụn. Cũng như những loại thuốc khác, thuốc bôi trong lĩnh vực da liễu, cũng có những phản ứng nhất định tùy vào cơ địa mỗi người. Ngoài ra, khi sử dụng Cleansit C, sau khoảng 15 đến 20 phút, người dùng sẽ cảm thấy da bị ngứa rát, đỏ da nên rửa lại bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý. Sau đó bạn nên sử dụng lần sau với lượng ít để da khô hoàn toàn, và chú ý khoảng cách giữa các lần bôi. Còn với tình trạng da bị bong chóc khi sử dụng Cleansit MS và Cleansit C là do bạn bôi với lượng thuốc quá nhiều nên, vì vậy mà những lần sau khi sử dụng bạn hãy bôi với lượng thuốc ít đi, và chú ý đến việc bổ sung dưỡng ẩm cho da với dạng serum, gel, lotion cho da nhé. Khi sử dụng Cleansit MS và Cleansit C người dùng thấy da bị ngứa rát, đỏ da. Tuy nhiên hầu hết thuốc trị mụn đều có cảm giác ngứa, đỏ nhưng không gây phản ứng quá nghiêm trọng, đôi khi gây đau rát là do tiếp xúc với vùng da hở do cố nặn mụn trước đó. Nếu bị nhẹ thì bạn nên rửa lại bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý. Sau đó bạn nên sử dụng lần sau với lượng ít để da khô hoàn toàn, và chú ý khoảng cách giữa các lần bôi. Còn nếu mẩn đỏ nổi nhiều sau khi dùng thuốc trị mụn, khả năng cao là do kích ứng hay dị ứng với thuốc. Tốt nhất nên tạm ngưng sử dụng sản phẩm, và đến gặp bác sĩ chuyên gia da liễu càng sớm càng tốt nhé. Kem trị mụn Cleansit hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem trị mụn Cleansit hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới, để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.